Sáng nay, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch đón người dân Ninh Bình từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai trở về quê. Tới dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, một số sở ban ngành của tỉnh và các huyện, thành phố. Theo kế hoạch số 146, ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đối tượng đón nhận là người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình đang làm việc, học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai có nguyện vọng về quê hương, ưu tiên đón nhận các đối tượng theo thứ tự: người có công với cách mạng, người mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ đang mang thai và gia đình, trẻ em dưới 6 tuổi và người đi kèm trẻ em, người khuyết tật nặng, người già yếu, học sinh, sinh viên, người thăm thân nhân, đi công tác, đi du lịch bị mắc kẹt, người lao động mất việc làm, không có chỗ ở. Tại hội nghị, các đại biểu đều bày tỏ đồng tình với chủ trương đón người dân Ninh Bình gặp khó khăn do dịch bệnh trở về, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm của tỉnh đối với người dân đang làm ăn sinh sống xa quê hương. Để đảm bảo an toàn cũng như các điều kiện cần thiết cho việc tiếp nhận, các đại biểu đã trao đổi làm rõ về hình thức, nội dung đăng ký, phương tiện vận chuyển, hình thức, địa điểm cách ly, nhất là về quy trình đón nhận, kinh phí thực hiện, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị, đảm bảo triển khai sớm, nhanh và hiệu quả. Việc lên danh sách phải nắm rõ số lượng, đối tượng để tổ chức xét nghiệm, sàng lọc, phân loại và quản lý chặt chẽ việc thực hiện cách ly tập trung của người dân theo quy định phòng chống dịch. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn khẳng định, việc đón người dân Ninh Bình bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trở về là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý. Vì vậy, trong quá trình triển khai đón nhận phải đảm bảo đúng đối tượng, an toàn tuyệt đối về con người, đúng quy định phòng chống dịch và tiết kiệm tối đa. Đồng chí giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi đôn đốc các sở ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả an toàn. Trước mắt sẽ chuẩn bị 3 khu cách ly là Trung đoàn 855, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh, Trung tâm điều dưỡng người có công. Đối với việc thành lập đoàn đi đón sẽ gồm các ngành công an, y tế, lao động thương binh và xã hội. Đồng chí yêu cầu Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ trang phục phòng hộ cho đoàn công tác và người dân. Trong đợt này, phương tiện vận chuyển sẽ bằng tàu hỏa. Việc xét nghiệm sẽ được thực hiện trước và ngay sau khi xuống tàu để kịp thời phát hiện sàng lọc các trường hợp. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh, quỹ ủng hộ phòng chống COVID-19 và nguồn xã hội hóa. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian chậm nhất đón người dân về tỉnh là ngày 5 tháng 10.